là một cái nơi rất là tuyệt vời để mọi người có thể ngồi đây làm một ly cà phê và đọc sách. Và cái bồn tắm này đang nghĩ là nó khá lớn. Cái tướng đang là giờ gần một tạ rồi đó, và đang ngồi nó cũng rất là rộng nha mọi người. Các anh chị, các cô chú đang xem video của chúng tôi thì có con gái thì chắc chắn sẽ rất là thích. Nếu như gió thì gió nó đi hướng nào thì mọi người có thể tùy biến mình xoay những cái hệ thống cửa này. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nhật Đăng Lên. Và trong tập ngày hôm nay, Đăng sẽ đem đến cho mọi người một căn nhà với một cái lối kiến trúc rất là độc đáo, lần đầu tiên có mặt trên kênh YouTube Nhật Đăng Lên. Và trước hết thì phải nói về phần ngoại hình của ngôi nhà. Chúng ta có một cái căn nhà được kiến trúc sư thiết kế với những rạm màu tối, kết hợp khéo léo thêm là những cây xanh, tạo nên một cái kiến trúc nó đơn giản nhưng mang lại sự cứng cáp tuyệt đối và sự riêng tư. Với bên trên có thêm cửa thông gió giúp hạn chế đi cái ánh nắng, trong khi vẫn có thể mở ra từ phía bên trong, giúp cho tăng tối đa sự tương tác giữa bên trong và bên ngoài, mang lại những trải nghiệm tùy biến cho chủ nhân khi sử dụng tùy theo cái ý muốn của mình. Và căn nhà này là một cái căn nhà với chiều ngang lên tới 5m8, dài 88m2. Nên trước hết về cái phần đằng trước mặt tiền nhà, chúng ta chỉ có một cái cổng phía bên đây thôi. Còn phần bên đây thì là một cái khoảng tường. Và ngoài sân thì đang rất là thích cái khu vực này nè. Ở chỗ này thì giống như một cái mảng vườn nhỏ nhỏ vậy đó. Nó có những cái cây xanh được sắp xếp một cái bố cục rất là hợp lý. Chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của ngôi nhà. Và ở ngoài đây thì chúng ta có hai hệ thống cửa nè. Một hệ thống cửa sắt bốn cánh và hệ thống cửa cuốn được đặt ở bên trong. Và vẫn như thường lệ, đó chính là trước khi chúng ta vào trải nghiệm bên trong thì đó chính là phần thông tin ngôi nhà. Chúng ta có một căn nhà với diện tích là ngang 5m8 và 88m2 và được xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng, với hướng mặt tiền là hướng Tây Nam, và hiện thì đang được chủ nhân chào bán trên thị trường với mức giá là 8 tỷ 600 triệu đồng. Đây là một căn, nghĩ là nếu như mọi người mà có theo dõi kênh thì mọi người sẽ thấy được cái ngôi nhà này nó có một cái mức giá cực kỳ hợp lý hơn so với cái diện tích của nó. Cái ngôi nhà này nó tận 88m2 rồi nha mọi người. Thôi quay trở lại dân chính thì đang cái hướng này đó chính là cái hướng để chúng ta có thể di chuyển xe hơi vào đậu ở bên trong nhà của mình. Và khu vực bên đây đó chính là một cái khu vực nó riêng tư với một cái khoảng tường đằng trước nhà, mà hồi nãy đằng sau cái khoảng tường này là cái chỗ mà trồng cây mà nãy đang mới vừa cho mọi người xem phía bên ngoài á. Nhưng mà đang cảm thấy nơi này được thiết kế nó rất là khoa học, là bởi vì tuy là chúng ta có đây một bản tường nhưng ở đây vẫn còn những cái ô gió ở phía bên này và phía bên đây để chúng ta có thể lấy ánh sáng và gió từ bên ngoài vào bên trong cái ngôi nhà của mình, nó mang lại một chút gì đó gọi là tự nhiên. Đằng sau lưng một cái khoảng tường màu xám kiên cố, nhưng mà ở đây nó còn thiếu một chút màu sắc. Nếu mà là Đăng thì Đăng sẽ trồng thêm một vài loại cây ở chỗ này nữa thì nó sẽ làm nổi bật hơn so với cái mảng tường màu xám được ốp ngay đây. Và cái hướng này thì chúng ta có một cái cửa kính cường lực để dẫn chúng ta vào bên trong khu vực phòng khách. Khi vào tới bên trong khu vực này thì cái điều cảm nhận đầu tiên của Đăng đó chính là một cái sự thông thoáng. Tất cả những cái không gian ở tầng trệt thì đều được kết nối với nhau, nó tạo nên được một cái sự rộng rãi tuyệt đối luôn. Khi ngồi chỗ này thì tầm nhìn của Đăng nó bao quát được hết ngôi nhà của mình luôn. Và nếu như trong nhà mà có ba thế hệ thì ngồi ngay đây chúng ta có thể thấy được, ví dụ ông bà đi có thể thấy được cháu mình đang ngồi sinh hoạt ngoài kia. Và ở bên trong cái ngôi nhà này nó tạo cho Đăng một cái sự dễ chịu. Nó dễ chịu bởi những cái màu sắc được kết hợp lại nè, thêm vào đó là những cái ánh đèn được sử dụng với cái watt nó rất là hợp lý. Nó không quá sáng, nó cũng không bị tối, nó là một cái màu trung tính, nó đem cho mình một cái cảm giác cực kỳ là dễ chịu. Và cái ram màu này là màu trắng, là màu chủ đạo, thêm vào đó là sự kết hợp thêm những vật liệu đến từ gỗ an cương. Ở khu vực này đang thấy là còn một cái khoảng trống nữa nè. Đang nghĩ là nếu như nhà mình mà có trẻ con thì các anh ngồi coi tivi ngoài đó, các cháu mình có thể có một cái chỗ sinh hoạt riêng ngay đây
mà mình vẫn có thể nhìn thấy được. Qua tới bên đây thì đang khá thích cái chỗ này, là tại vì nó là một cái khoảng vườn nhỏ bên trong nhà của mình, và nơi đây là một cái chỗ, cái khoảng thông tầng để kết nối với cái khu vực giếng trời ở phía bên trên. Và chỗ này thì vẫn đón nắng nha mọi người, mọi người cứ trồng cây thoải mái nè. Và mọi người ơi, vô trong bếp này nha. Và chúng ta có một cái không gian bếp hình chữ U, với những cái thiết bị thì cũng đã được trang bị sẵn, như tủ lạnh lớn side by side, và những cái đồ bếp thì cũng đã được có sẵn đó nè, thiếu cái bếp tồi thôi. Riêng Đăng thì chắc chắn nếu Đăng có cái nhà này thì cái vị trí đây là một cái chỗ để buổi tối Đăng có thể ngồi để ăn mì. Nên rất là thích cái chỗ đảo và cái view như thế này. Và qua tiếp khu vực này thì đó chính là cái phòng ăn. Phòng ăn thì Đăng nghĩ nó cũng có một cái chút gì đó hơi hướng riêng tư, bởi cái phần kệ tivi cũng đã che chắn đi một phần nào đó cái khu vực ở bên ngoài nhìn vô bên trong này. Nhưng mà ở trong đây thì nó cũng là một cái không gian thoáng. Mọi người thấy sao về khu vực này? Sẵn thì Đăng cũng chia sẻ một chút cho mọi người. Thì ngay cái chỗ nhà ăn này thì theo cái cảm nhận của Đăng thôi nha, thì Đăng thấy là chúng ta có một cái bàn ghế gỗ 6 ghế. Tại sao họ không mua những cái bàn ghế hiện đại hiện nay mà họ lại sử dụng bàn ghế gỗ? Gỗ nó cũng là một cái vật liệu có thể trường tồn, nó bền theo thời gian, nhưng nó cũng là một cái vật liệu Đăng nghĩ là nó rất là phù hợp, hòa nhập với cái khoảng thiên nhiên. Và đây, mọi người chắc chắn là mọi người thấy rồi đúng không? Căn nhà này là một căn nhà rất là đặc biệt, tại vì nó có một cái khoảng vườn ở phía đằng sau luôn nha mọi người. Đăng nói là cái vườn luôn, thì chút đó Đăng sẽ dẫn mọi người ra xem. Thì Đăng nghĩ là khi mà mình ngồi ở đây ăn cơm, mình có được cái trải nghiệm là nhìn ra được cái khu vườn xinh xắn của mình ở phía bên ngoài nữa thì rất là thích. Tại vì cái vườn này nếu như vào ban ngày thì chúng ta sẽ có được ánh sáng tự nhiên, và nếu như vào ban đêm thì nó cũng rất là đẹp. Đây mọi người ra tới cái khoảng sân phía đằng sau này nha. Mọi người thấy sao về khu vực này? Hãy để lại về ý kiến của mọi người dưới phần bình luận cho Đăng biết nha. Nhưng riêng Đăng thì Đăng thấy là Đăng rất là thích khu vực đây. Cây thì cũng được tương đối là vừa phải ngoài đây. Và cái cách mà họ bố trí cái cây á, nó cũng dễ thương nữa. Đằng sau lưng là một cái khoảng tường màu vàng, và bên trên này thì mọi người chắc mọi người đang liên tưởng trong đầu là chúng ta đang ở trong một cái quán ăn nào đó hot trend bây giờ đúng không? Những cái quán ăn theo kiểu mà của người miền Trung gì đó, Hội An gì đó chẳng hạn đúng không? Thì cái đèn này cũng được làm bằng đèn mây nè, cái chỗ ngồi của mình bằng đá luôn rồi nè, và kể cả những cái bồn cây thì cũng bằng đá. Ở đây chúng ta có một cái bàn ghế đá ngoài đây. Và cái chỗ này thì nó cũng được làm tách bật mình luôn, nên do đó là chúng ta nó sẽ sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh hơn. Đăng nghĩ là không chỉ riêng Đăng đâu, nhưng mà mọi người đang xem video mà muốn sở hữu ngôi nhà này thì chắc chắn cái điều đầu tiên mọi người sẽ nghĩ tới đó chính là cái việc chúng ta sẽ mời bạn bè, anh em hay gia đình rồi đó, và cuối tuần hoặc là buổi tối tới đây mình ngồi ăn uống rồi đồ hàng thuyên đồ chơi đúng không? Còn nếu như các gia đình mình mà có sở thích uống cà phê buổi sáng ngay tại nhà thì nơi đây là một cái nơi rất là tuyệt vời để mọi người có thể ngồi đây làm một ly cà phê và đọc sách ở trên. Thay vì họ sử dụng bằng cái bề mặt kính thì nó sẽ gây nóng và nó sẽ có một cái cảm giác nó không an toàn. Có nghĩa là cái cảm giác của mình nó không an toàn thôi nha, tại vì kính cường lực là rất là dày. Tại vì cái chỗ này thì mọi người thấy là chúng ta có một cái hệ thống kính lớn ngay đây để giúp kết nối giữa hai không gian. Khi mà sử dụng ở trên đây thì chủ nhà họ đã sử dụng một cái vật liệu rất là khoa học, đó chính là sắt, và bên trên còn có thêm một cái lưới tổ ong nữa nha mọi người. Nên do đó là vào ban ngày thì chắc chắn nó sẽ hạn chế đi ánh sáng, gió cho vẫn lòn vào được nè. Và trời mưa như thế này thì hiện tại thì thời tiết ở ngoài đang mưa như thế này thì nó cũng hạn chế đi cái việc là nước mưa nó đổ ào xuống ngay cái khu vực khoảng vườn nhà mình. Và Đăng nghĩ là các anh mà có sở thích mà trồng cây, nuôi cá hay là nuôi chim gì đó thì nơi này là một cái nơi rất là hợp lý đúng không các anh? Và các anh về đây nuôi gia đình nuôi con gì ở ngoài hết. Để tiền mua nhà gọi em Đăng qua số online để mình góp phải một hình nha. Thôi, ngoài đây thì chúng ta có một cái toilet được đặt lịch sự phía ngoài này, toilet của tầng trệt. Và thôi, nãy giờ nói cũng tốn thời gian nhiều rồi thì Đăng mời mọi người chúng ta sẽ cùng lên tầng 1 để trải nghiệm tiếp bên trên như thế nào nha. Và ở trên tầng 1 thì chúng ta có hai không gian của hai phòng ngủ. Hiện tại thì đang ở trong phòng master. Chúng ta có một cái phòng ngủ với diện tích khoảng 25m2, nhưng đã được trang bị nội thất hết đầy đủ. Và những cái nội thất này đến từ
gỗ công nghiệp cho mọi người. Và như mọi người thấy thì cái tính ứng dụng nó cũng khá là cao. Cái phần vách này cũng được ốp bằng gỗ nè, với cái bề mặt bên ngoài là bề mặt giả đá. Và chúng ta có kệ ngay đây và cái hướng cửa để đi ra phía cửa sổ phía bên ngoài. Ở ngoài đây thì giống như Lăng nói lúc ban đầu thì chúng ta cái phần mặt tiền là cái hệ thống cửa đón gió, và căn nhà này là một cái căn nhà hướng Tây nữa. Nếu như vào ban ngày thì mọi người có thể đóng hết những cái cửa này lại. Đây, nó sẽ hạn chế đi cái ánh sáng gây nóng vào bên trong nhà của mình. Nhưng mà mọi người ơi, nó cũng không nóng đâu nha. Ở bên đây chúng ta còn cái hệ thống cửa nhôm xuyên pha nữa nè. Và nếu như vào buổi chiều hay buổi tối hoặc là buổi sáng gì đó thì mọi người có thể kéo ra. Nếu như gió thì gió nó đi hướng nào thì mọi người có thể tùy biến mình xoay những cái hệ thống cửa này. Nó là được trục xoay 360 độ luôn. Nên là mọi người sẽ giúp cho cái không khí từ bên ngoài nó lòn vào bên trong nhà mình một cách nó triệt để luôn. Và ở chỗ này đang thấy là cái cửa này để rất là hợp lý. Màu sắc thì cũng sạch sẽ, nhưng có một cái là nó thiếu cái chốt dài, đúng không mọi người? Và cái chuyện này thì đang nghĩ là mình có thể nói với chủ nhà tiếng khi mà mình muốn mua cái nhà này đi. Mình có thể nói anh chủ tiếng, anh chủ họ sẽ cho thợ xuống làm những cái chốt dài ngay đây để đảm bảo an ninh hơn nếu như mình không có ở nhà vài ngày. Thì nhà phố mà, nó đâu giống chung cư đâu. Quay tới khu vực phòng ngủ thì ở vị trí bên đây thì chúng ta có một cái cửa sổ lớn. Đây, mọi người có thể mở ra để lấy cái không khí bên ngoài triệt để vào. Và chỗ này thì chúng ta sẽ tưới cây ngay đây. Ở bên trong đây thì chúng ta có bàn trang điểm, giường 1m8 và một cái hệ tủ lớn được đặt đụng trần bên đây. Ở bên trong tủ thì cũng rộng rãi với những cái dây dựng led họ đã trang bị sẵn ở trong này nè. Và chúng ta cũng có toilet ở bên trong đây. Toilet thì còn sở hữu thêm một cái bồn tắm. Và cái bồn tắm này đang nghĩ là nó khá lớn. Đây. Cái tướng đang là giờ gần một tạ rồi đó. Và đang ngồi nó cũng rất là rộng nha mọi người. Mọi thứ này cũng đã được trang bị sẵn sàng. Này chắc đi quậy nhà người ta đó chứ. Wow, phòng ngủ sau là một cái phòng ngủ mà đang nghĩ là nếu như các anh chị, các cô chú đang xem video của chúng tôi thì có con gái thì chắc chắn sẽ rất là thích. Mọi thứ bên trong phòng này nó mang một cái chút gì đó gọi là nữ tính, bởi những cái vật liệu nó đến từ là màu hồng và màu này là màu hột gà nha mọi người. Và kết hợp hai cái màu này lại nhìn nó rất là xinh xắn và nó trẻ trung. Ở trên đây thì cũng đã được sử dụng bằng vật liệu là giấy dán tường. Và cái giấy này nó cũng ánh tinh tuyến nhìn khá là đẹp. Mọi thứ đều đã sẵn sàng bên trong phòng ngủ này rồi. Chúng ta còn có cái cửa sổ đằng sau lưng anh camera ngoài kia, máy lạnh. Bàn trang điểm được đặt ngay đây. Chúng ta vẫn có toilet ở bên trong phòng. Toilet thì cũng được nhấn nhá một cái chút gì đó hồng hồng, rất là tông. Cái ngôi nhà này mọi người có cùng quan điểm với Đăng là nó có một cái chút hơi hướng gì cá nhân hóa trong đây không? Và nếu như ai mà thích cái nhà này, Đăng nghĩ là nên gọi cho Đăng. Tại vì căn nhà này chắc chắn sẽ không có căn thứ hai được set up giống vậy đâu. Và cái nhà thì Đăng nghĩ là cũng tùy duyên nữa. Nhưng mà nếu duyên ai mà thích vậy thì Đăng nghĩ là đây là một ngôi nhà hợp lý. Tại vì khi mà Đăng trải nghiệm ở bên trong đây, Đăng thấy là mọi thứ đã được set up chỉnh chu. Nó mang hơi hướng cá tính, mà rất hiếm cái ngôi nhà nào thương mại họ làm được cái việc này. Và nhớ hãy gọi cho Đăng qua số hotline ở bên góc phải màn hình nha. Và ở trên lầu thì chúng ta còn thêm hai phòng ngủ được bố trí full nội thất giống như vậy nữa. Thì Đăng xin lướt qua tầng 2 để tránh làm mất thời gian của mọi người. Chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân thượng nha. Cầu thang di chuyển lên thì cũng rộng rãi, thoải mái nha mọi người. Và đang thấy là ở những cái phần chiếu nghỉ ngay cầu thang thì đều có thêm một cái kệ và một cái dãy led ở phía bên dưới này. Buổi tối thì đang nghĩ là mọi người, cái ánh sáng led này nó sẽ làm sáng cái khu vực để mọi người đi lên đi xuống an toàn. Và chỗ này thì nếu mà ai có gu cá tính gì đó, mọi người có thể trang trí gì đó ngay đây theo sở thích. Trên đây đó chính là cái khu vực phòng thờ. Phòng thờ thì đang thấy là nó chỉ tương đối là vừa phải thôi, vừa đủ, nhưng mà được thiết kế bài bản. Chúng ta có một cái phần gỗ được cắt CNC ngay đây,
Không gian này thì cũng được làm nó ấm cúng, nó đặt thoải mái một cái bàn thờ lớn ngay đây. Và vị trí này nó cũng là một cái nơi tôn nghiêm, họ làm cái này rất bài bản nè. Ra phía đằng sau này đó chính là cái khu vực sân phơi phía đằng sau. Sân phơi này thì chưa được bao khung bảo vệ nha mọi người. Và ở đây thì chúng ta còn một cái lối để di chuyển ra phía sân thượng phía trước. Có nghĩa là ở đây thì chúng ta có một cái lối để đi ra phía trước ở phía đây, ngay chỗ mình lên cầu thang á. Và một cái lối riêng ở phía bên này nữa. Khu vực ở đằng trước thì mát mẻ, hiện tại trời cũng đang mưa râm râm á, mọi người thông cảm nha. Và ở đây thì có cây nho nè. Ôi, cái cây nho này như gần ra trái luôn rồi đó. Đang thấy nó có mấy cái giống như linh tinh nhì nè. Và cây ở đây khá nhiều. Không gian ở đây thì ở bên trên này thì cũng được chạy thêm những cái đèn nè. Ở bên trên cũng có thêm những cái hệ lam. Và phần tường thì cũng được sơn màu xám luôn. Nó tạo được cái sự cứng cáp, bền bỉ. Và khi mà sử dụng màu xám ở ngoài trời như thế này thì chắc chắn là nó không sẽ bị cũ theo thời gian đâu.